anh thấy anh cũng chịu khó nói chuyện mẹ. Dạ. Tại vì ở trên công ty, ờ đúng rồi, mà có vẻ như là em là bệnh nhân tới đây nói chuyện cũng hơi tốn thời gian quá. Không, cũng được nhiều. Nhưng mà về mặt điều trị á, dạ, những cái buổi nói chuyện này giải tỏa cho em nhiều mà. Dạ. Giải tỏa. Tự nhiên tinh thần em thoải mái, mà tinh thần em thoải mái thì tiến độ điều trị nó diễn ra nhanh hơn. Vấn đề là còn lại là mình có đủ thời gian, có mình có thời gian mình nói với nhau thôi. Yeah. Ở trên công ty bây giờ em căn ở nhà nói chuyện thảo không nó. Ở còn ở trên công ty ấy, tôi nghĩ là một cái người đồng nghiệp á mà có cùng cái gọi là cùng tần số để mà nói chuyện với em á thì hiện tại chưa có. Những công ty cũ thì có, em đều tìm ra hết, nhưng mà ở trên công ty này thì em chưa tìm ra. Cho nên là em thì em không biết là mọi người có nghĩ là em gọi là sao ta, hoặc là mọi người nghĩ là em chảnh, hoặc là mọi người nghĩ là em nội tâm khó gần, khó tiếp xúc, nội tâm hay như hướng nội. Đúng rồi, nhưng mà thiệt ra là tại em chưa gặp người đúng không. Anh vừa nói em á, bơi đi cho nên em cũng cãi luôn đó. Ừ. Do em là em vô em chơi với công việc của em. Em vui với nó và em nghĩ là nếu mà mình có duyên thì công ty này sẽ có một cái người để mà mình nói chuyện mà nó hợp gu như những chỗ trước. Bữa anh chúc mừng em với vừa bạn em chê công việc. Dạ. Đi làm là một lễ hội. Đúng buổi rồi. Đi làm là một buổi dự lễ hội. Dạ. Thậm chí đi về nhà là, như vậy nữa. Nó rất là happy. Dạ. Chứ còn tức là mình được làm cái mình thích. Mình được làm cái mình thích. Đi về nhà mà ví dụ ngủ sáng dậy làm việc, nhưng mà hiện ra cũng là chơi luôn. Ừ. Tại vì công việc mà công việc em làm công ty với công việc em làm ở nhà cũng là diễn hạ thôi mà. Nhưng mà cái nào cũng có tiền hết, cái gì có tiền thì đều đều, cái gì lâu lâu có tiền nhúng. À, không vui. Có một cô này không phải bệnh nhân, chị của bệnh nhân. Yeah. Đến cùng, đến đây chờ. Yeah. Đi cùng. À, lúc ngồi nói chuyện cô mới nói, bây giờ mà kiếm cái gì mà chỉ chơi thôi, mà vẫn có tiền. Yeah. Không phải là anh làm thầy thuốc đi. Không ai tôi cũng đưa ra tới bài yếu tố là chơi thôi mà vẫn mạnh khỏe, chứ thường ăn chơi trái tán đâu mà vẫn có tiền. Tức là chơi nè, mạnh khỏe nè, mà có tiền nè. Anh nói cô đi làm thầy thuốc đi. Cô nói làm thầy thuốc như anh thấy bóng người cũng đổ mồ hôi chứ sao mà chơi được. Thì anh mới nói một khi mà nếu mà em đam mê với nghề thì em đổ mồ hôi em vất vả vậy đó, nhưng mà em vẫn thấy nó happy như thường, vẫn là chơi. Đúng rồi, chứ nó không phải, nó gần như nó không phải là làm. Đúng rồi, cái đầu mình nó được sao em thấy nó được sung sướng lắm, mình enjoy mà. Đúng rồi mình enjoy công việc. Yeah. Thì nó là chơi chứ đâu còn là làm nữa đâu, rất là happy. Như vậy thì mà thầy thuốc cũng có tiền kiếm sống được. Yeah. Mà thầy thuốc khỏe. Đúng rồi. Mình mà không trị được bệnh cho mình thì mình trị cho ai? Đúng rồi. Thì có phải là làm thầy thuốc là đáp ứng được 3 tiêu chí chơi và có tiền và mạnh khỏe. Yeah. Đó. Thì ít nhất em á thì nó nghe em nó phải em kiến trúc sư không phải thầy thuốc, nhưng thì nó được cái là hiện nay tức là cái vụ mạnh khỏe. Yeah. Kiến trúc sư thì nó không liên quan vụ tự trị bệnh cho mình, nó chỉ thiếu cái tiêu chí đó thôi. Chứ còn như em hiện nay em đã được cái trạng thái là vừa chơi vừa có tiền. Dạ đúng rồi. Đấy, chúc mừng em là vì lý do đó. Dạ. Mỗi ngày đi làm là một buổi lễ hội, chứ không có phải là nặng nề. Dạ đúng rồi. Em thấy cuộc đời này sao, đáng sống không? Từ lúc mà em tìm ra được cái công việc mà em thích á. À. Trời, em thấy nó đã. Em thấy nó điền vô được cái chỗ trống mà từ trước tới giờ mà em thắc mắc là em muốn làm cái gì á. Em thấy đây là cuộc đời, đây đang sống. Đúng không? Cái gì ta? Cái chuyện của em anh đang ăn nghĩ đến cái chuyện nó lớn hơn là chuyện của mình. Tao chờ mày nói cái tao quên. Chơi có tiền. Cái chuyện mà đại gia triệu phú tỷ phú hay không á, nó còn có cái mệnh nữa. Tính sau đi. Chuyện đó tạm thời tính sau đi. Nhưng mà em có trở thành đại phú đi nữa thì chắc gì đã happy đâu. Đúng rồi. Vấn đề mục đích của cuộc đời này mình đi tìm kiếm cái gì? Đi tìm kiếm sự nhiều tiền hay là đi tìm kiếm niềm hạnh phúc? Cái nghề của em á thì vô tình là nó cho em có mấy cái duyên.
để mà em gặp những cái người mà đại gia. Em cảm thấy em không có làm nhà cho những người đó, nhưng mà những anh Vẫn là em gặp có cơ gỡ. hội đi theo thì em nhận ra một điều là có những cái nhà bếp và những cái phòng ăn xây mấy chục tỷ cuối cùng mới ăn đó. Nhưng mà em về lại gia đình em á thì cái nhà nó đơn giản thôi, nhưng mà bữa tối đi làm về ba mẹ con cái ngồi ăn chung với nhau bữa ăn nó quý hơn nhiều, em thấy nó quý hơn là một cái bữa ăn mà cái nhà rộng mấy chục tỷ xong rồi nổi hết linh linh lên có người ngồi ăn nó chịu em rồi. Cái đó em nói đến quan hệ liên cá nhân rồi, anh tạm không bàn. Quan hệ liên cá nhân là còn do người khác tác động mà thành đấy, chứ không phải một mình quyết định mà được. Và anh chỉ nói chuyện một mình thôi, anh chỉ nói chuyện một mình thôi. Chọn nghề là một mình em, làm việc là một mình em, kiếm tiền cũng là một mình em, đúng không? Đúng rồi. Mà em chọn được cái nghề mà đúng cái đam mê của mình, mà em làm, em cảm thấy em happy điều đó, mà có tiền, em rõ ràng em đang có hạnh phúc với nghề nghiệp, đồng ý chưa? Anh phải nói để động viên cái là có trở thành đại gia hay không thì câu chuyện tính sau đi, nó còn có cái mệnh, nó còn có cái khác nữa. Nhưng nói để cho em yên tâm rằng á, là cuộc đời, rằng cuối cùng á, cuộc đời này là mình đeo đuổi cái gì, đi kiếm nhiều tiền hay là đi kiếm được cái trạng thái hạnh phúc, rõ ràng ở góc độ cá nhân mình chứ chưa xét góc độ liên cá nhân, vì vì xét thêm góc độ liên cá nhân nó sẽ nhiều cái phức tạp lắm. Chẳng hạn như vị đại gia đó, ổng ở tuổi sau 40 á, rồi tình dục ổng kém, bệnh ổng kém, mà vợ ổng thì hồi xuân, rồi thế thì bà không được đáp ứng, thì nó họ cũng có những cái nỗi khổ của họ rồi gia đình. Nhưng mà đó là quan hệ liên cá nhân, là mình mà bàn nữa nó sẽ rộng lắm, ta tạm thời không bàn. Nó vẫn đáng bàn chứ không phải là không đâu, nhưng mà vấn đề là nó đề tài cũng quá lớn. Đang chúc mừng em tập trung cái vụ mà happy với công việc á, rõ ràng em thấy cuộc đời đáng sống chứ, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Bên Nhật nó có cái từ là ikigai á, là cái gì ta, hôm bữa em có nghe cái bài đó về ikigai. Ikigai là cái từ dùng mình để mà gọi là nó là cái điểm giao thoa giữa cái việc mà mình làm giỏi, cái việc mà mình muốn làm và cái việc đó nó gọi là cái gì ta, em không biết là em nhớ rõ không, nhưng mà đại khái là nó là giao thoa giữa cái việc mình giỏi, cái việc mình muốn làm, cái việc nó có ích cho xã hội và nó kiếm được tiền. Giao thoa cái đó, Giao thoa. em ở tầm của cái đó. Ở tầm của đó thì là Ikigai là mình đạt được cái ý nghĩa của cái cuộc sống đó, có nghĩa là mình cảm giác như mình là một con người có nghĩa, Có giá trị. đúng rồi, có giá trị đó. Và mình cái giá trị đó nó đem lại, ở đây cụ thể đem lại tiền cho mình có thể Như cuộc có, sống trong mình và trong mọi người. Hiểu. Chứ có những người dù trong hạ sĩ mà người ta vẽ mà bất chấp vì tiền luôn á, thì người ta kiểu như vẽ ra bức tranh á, người ta sướng cho người ta thôi. Nghệ thuật vì nghệ thuật. Nhưng mà người ta lại, đúng rồi, người ta lại không bán được sản phẩm như thế này, người ta vẫn nghèo. Có những ông họa sĩ mà vẽ xong rồi sau khi mà ổng mất đi á, thì người ta mới nhận ra giá trị á. Và nó được này mà không á. Dạ. Nó được này mà chưa đạt được cái toàn mỹ. Đúng rồi. Như cái lý thuyết em nói là nghề thì là nghề có lợi thế. Dạ, đúng rồi. Cái gì anh, cái việc anh đang làm chẳng hạn. Là có lợi thế. Dạ. Là nó đầy đủ mấy cái đó. Anh nghe đồn á, là một cái công trình cực lớn của Đại học Harvard. Dạ. Là họ nghiên cứu về hạnh phúc, một công trình lớn họ làm được 75 năm rồi. Thì trong đó về nghề nghiệp á, thì họ đi đến kết luận là cái nghề nào mà nó có tính chất phục vụ thì chỉ số hạnh phúc nó cao gấp 6 lần cái nghề mà không có tính chất phục vụ. Nghề phục vụ như nghề dịch vụ á, có tính chất phục vụ chẳng hạn như là thầy thuốc là có tính chất phục vụ này, nên nó có tác động cộng đồng. Giáo viên cũng 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 là phục vụ này, đúng rồi. Tác động cộng đồng, các nghề dịch vụ này nọ đó. Thì chẳng hạn như cái nghề này nó không có tính chất phục vụ này, chẳng hạn như em chơi chứng khoán, đúng rồi. Nó ít lắm, có nhưng không có, nó thấp hơn, nó sướng sướng mình em, đúng rồi. Kiểu ví dụ như vậy, quấn tiền áo này nọ đó, sướng sướng mình em à. Còn cái nghề mà phục vụ đó, sướng là sướng cả đôi, đúng rồi. Khách hàng mình sướng, ông đầu bếp chẳng hạn ông nấu ăn. Ông nấu ăn mà rồi thực khách là hàng là thấy ngon không, thì bản thân người ta sướng, đúng thì rồi. Cái người làm nghề cũng sướng. Em vẽ cũng vậy, em kiến trúc sư, em thiết kế, mà chủ nhà người ta ở, người ta cảm thấy hạnh phúc với cái không gian này đúng thì rồi. Họ sướng, em cũng sướng, mình cũng sướng, đúng rồi. Yeah.
đó là yếu tố nghề nghiệp.